Hương linh tạ thị thanh pháp danh Diệu Quang, hương linh tạ thái bội ngọc pháp danh Diệu Bảo. Phật tử Hồng Hiền xin nhập pháp các hương linh, xin cầu siêu các hương linh sau đây. Hương linh Nguyễn Thị Hoa pháp danh Diệu Hồng, tạ thế ngày 8 tháng 6 1990. Hương linh Trương Như Tượng pháp danh Thiện Kim Cang, tạ thế 16 tháng 11 1995. Hương linh Phan Thị Thanh pháp danh Diệu Kim Cang, tạ thế 25 tháng 2 năm 2018. Hương linh Eo Linh Trương pháp danh Hạnh Bình, tạ thế ngày 9 tháng 1 2019. Hương linh Đỗ Thị Nhàn pháp danh Diệu An, tạ thế 28 tháng 9 năm Kỷ Mùi. Hương linh Trương Thị Anh pháp danh Diệu Minh, tạ thế 25 tháng 2 2021. Thích Nữ Hồng Pháp danh Sơ cầu siêu cho hương linh tạ Viết Phúc pháp danh Minh Lộc, Bùi Thị Hiền pháp danh Diệu Đạo, Nguyễn Thị Huệ pháp danh Diệu Trí, Lương Thị Ti pháp danh Diệu Hiền, tạ Viết Hậu pháp danh Minh Hỷ, Nguyễn Thị Bớt pháp danh Diệu Mạn, tạ Viết Hiên pháp danh Thiện Anh, Nguyễn Văn Cực pháp danh Minh Dũng, Nguyễn Thị Đào pháp danh Diệu Sanh, tạ Viết Què pháp danh Thiện Hữu, Trịnh Thị Tám pháp danh Diệu An, tạ Viết Khang pháp danh Nguyên An, Nguyễn Thị Mùi pháp danh Huệ Diêm, tạ Thiện Bác pháp danh Diệu Trạm, tạ Thị Thượng pháp danh Diệu Lộc, tạ Thị Nghĩa pháp danh Diệu Tánh, tạ Thị Lộ pháp danh Diệu Đạo, Nguyễn Thị Sườn pháp danh Huệ Sơn, tạ Thị Thanh pháp danh Diệu Quang, tạ Thị Minh Trang pháp danh Huệ Minh, tạ Thái Ngọc Bồi pháp danh Diệu Bảo, Trương Đắc Thọ pháp danh Thiện Lộc, và thay di chất Phật tử và quan gia trái chủ của Phật tử tỳ kheo ni Thích Nữ Hồng Pháp. Phật tử Diệu Hương xin nhập tháp cho em dâu là hương linh Võ Thị Thu Nguyệt pháp danh Minh Nga, sinh ngày 3 tháng 5 1955, tạ thế ngày 20 tháng 1 năm 2021. Minh Ngộ xin nhập tháp cho hương linh Trần Văn Lượng pháp danh Minh Đạt, sinh 1905, tạ thế ngày 2 tháng 3 1963. Trần Thị Đào pháp danh Diệu Tươi, sinh 1906, tạ thế 26 tháng 12 1975. Vũ Thị Thành Ý pháp danh Huệ Lộc, sinh 1951, tạ thế 22 tháng 11 1999, đắp dưỡng thường niên. Nguyễn Kim Lũa Thúy Lũa Thị Trần xin cầu siêu cho các hương linh sau đây. Nguyễn Thị Huệ sinh 1913, tạ thế ngày 15 tháng 10 năm 2009. John Morris sinh ngày 5 tháng 8 1939, tạ thế ngày 20 tháng 8 2016. Hương linh Trần Hữu Nghĩa sinh 1943, tạ thế 12 tháng 5 2021. Hương linh Võ Thị Rỡ đắp dỗ thường xuyên, Huệ Liên Dân Sớ đắp dỗ thường xuyên cho cha Phạm Văn Từ pháp danh Thiện Quy, tạ thế 22 tháng 7 2022. Hồng Quang Anh pháp danh Thiện Hậu, tạ thế ngày 3 tháng 11 năm 2013. Nam Mô A Di Đà Phật. Vong tụ Phật tiền vợ con của Trần Quang Hùng pháp danh Thiện Chánh, đảnh lễ Đức Địa Tạng Dương và Đức Tam Thánh Tam Bái Bà Lễ. Sư phụ, tôi mỗi lần mà có lúc tôi trì chú tịnh pháp giới mà có những lúc tôi không trì chú, không phải không có lý do. Bữa nay sàng xá lợi thành công viên mãn, tâm của đại chúng hoan hỷ, tâm của thân nhân của hương linh Trần Văn Hùng hoan hỷ. Cho nên chúng ta không có tham sân si trong này mà toàn là cái tâm hỷ lạc. Tụi con hiểu không? Khi tụi con nhận được xá lợi của anh tụi con, của bác tụi con, của cậu tụi con thì cái tâm nó hoan hỷ. Còn khi nào mà cái tâm mình nổi sân, nổi si thì mình mới tụng tình tam nghiệp. Thầy giải thích có lúc tại sao thầy tụng, một lúc thầy không tụng. Thì bữa nay thầy vui,
Thì vui là những cái gì con của Hùng á, vợ của Hùng làm, nó tới cái chỗ là viên mãn, nó đạt được cái như ý, cho nên là sư phụ. Còn bây giờ khi nào mà nguyện hương cái sư phụ khác, sư phụ bắt cùng nguyện hương. Còn nếu mà sư phụ một mình dân hương đó, thì chỉ có sư phụ à. Cho nên nó thường thường là sư phụ bắt đại chúng cùng nguyện hương. Cho tới cái phần cầu nguyện là chỉ của mình sư phụ nói thôi, cái chỗ phục nguyện. Nhớ nha, bây giờ quý vị ba tiếng chuông rồi cùng nguyện hương. Lời để trao vì đạo tràng.
phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bào tỏ thân con hành thiện ơi, cội đầu sinh thầy huyền quý chỉ tâm đành lễ ơi. Nam mô Phật, không biết pháp giới hoa hiền vì lại thật phương chư Phật tôn pháp thì tam bảo. Chỉ tâm đành lễ ơi, nam mô ta bà giáo chủ bồ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường lai hạ sanh di lạc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi bồ tát ơi, đại chỉ tâm đành lễ ơi, nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quang thế đại thế chi bồ tát ơi, đại nguyện địa tạng phương bồ tát ơi, thân thần đại hải chúng bồ tát. Mời đại chúng an tọa. Thank you.
No.
liệt dị hương linh đã vỗ thường niên nhập tháp. Con vừa xuống sơ lúc vào kinh đều được phát nguyện giảng sanh cực lạc vất hương linh vô tàu các nghiệp ba đều bởi vô thể tham sân si từ thân miệng ra. Đại Thi Văn Thâu Sư Lời Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Ngồi Thượng Vô Lượng Phật Bồ Tát Tiếp Độ Hương Linh. Trần Văn Hùng Pháp Danh Thiện Chánh vừa được sàng lọc Ngọc Sương Xa Lợi và từng thất 49 ngày thành công viên mãn. Đưa theo phước lực của Trần Văn Hùng khiến các hương linh có ngày kỷ dụ hôm nay hoặc là nhập tháp làng Indo đồng phát nguyện giảng sanh cực lạc quốc hương linh vô tàu các nghiệp ác đều bởi vô thị xây tờ thân miền ý phát sân. Giới đại từ đại bi a di đà phật, đại bi quan thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện bồ tát, tham tinh đại hải chúng bồ tát tiếp độ hương linh. Trần Văn Hùng Phật Danh Thiện Chánh ngày hôm nay tưởng thức 49 ngày như lời phát nguyện của vợ và con đã thu được ngọc xương xa lợi viên mãn. Nương neo pháp lực này khiến các hương linh có ngày kỷ dỗ thường niên, có ngày nhập tháp hôm nay điều phát nguyện giảng sanh cực lạc vất hương hài lạc. Đã được về Tây Phương cực lạc dùng thần lực của mình gia hộ cho vợ và con ở cõi ta bà tu hành tỉnh tấn để loài cùng hội ngộ với mình trên Tây Phương cực lạc trong thời gian còn sống trên dương thế. Những lúc chưa quy tam bảo lỡ tạo bao nhiêu ác nghiệp ngày hôm nay nhờ công đức tu hành của vợ con hồi hương quyền hương linh tội diệt phước sanh thân tầm cao siêu pháp nhiệm màu khắp ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe thấy chiếm trì niệm quyền to như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư nam mô bổn sư tất cả.
thường lão xa lời Phật Bồ Kiền Liên Ca Diếp Ca Chiên Chiên lời bà ba châu lời bàn đà ya đà 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 la hậu la kêu phật ba đề tâm đầu lư phá la đo ca lô đà di ma kiệp tân na đầu la
nhận xa lời Phật chẳng có thay dùng dù kinh tiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền đạt tinh nữ nghe nói đến Phật A Di Đà thì niệm nhân hiệu của Đức Phật đó. Bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tàn loạn đến lúc lâm chúng Đức Phật A Di Đà cùng à thành chủ niệm năm trước người đó lúc chết tâm tư không điên đạo sanh về cõi cơ mà của Đức Phật A Di Đà. Xả lời vâng nếu có chúng sanh nào nghe những lời lời ích trên đây đến ba miền sanh về cõi nữa cực lạc. Xa lời cộng đơn lời hình tâm tay nghi bàn của Đức Phật A Di Đà phương đồng cũng có ma xuống về Phật Tổ Di Đức Phật Đại Tổ Di Phật Tổ Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Ngà Xa Số Đức Phật hiện ra tương lai đồng dài cùng ngào cõi pháp tiên lại thiết nói lời thành tận rằng chúng sanh các người bài đến trong linh và khen ngợi phương nam có nhân nguyện nam mà dân văn quan và đại diện kim và tổ di đăng và bồ lượng tình tận và ngàn ngà xa số đơn và như thế đều ở tại thân mình hiện ra tương lời rộng dài đại thiên nói lời thành đàn đàn chúng sanh các nơi bài đàn kinh tinh và khen thời lòng đưa không thể nghĩ mà của kinh này trạc và đài quang và đài đơn quang mô thơ và đàn quang và ngàn ngã xa số đơn và như thế điều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài rừng thẳng coi tháp tiên đài thiện nói lời thành thân rằng và khen ngợi không đứa không nghe nghi bàn của thân này chư Phật thường hồ niệm xa lời Phật Phật như thế đều ở tại nước mình nếu ra thương lời rộng dài đường tầm coi tháp thiên đài thiền nói lời thành thân rằng chúng sanh các nơi bài đơn kinh tinh và khen ngợi không đưa không thể nghị bàn của thân này sợi dây phương dời có sơ thơ Phật dẫn văn Phật dẫn quan Phật đạt mà Phật pháp trang Phật trí pháp Phật hằng ngà xa số đơn Phật như thế điều ở tại nước mình không coi thá thiên đài thiết nói lời thành thần rằng chúng sanh các nơi bài đơn kinh tinh và khen người không được không thể thì bàn của kinh ấy chư Phật thường hồ niệm xa lời Phật có bà văn Phật tổ vương Phật hương tượng Phật hương quang Phật đại diện kim Phật tam sát phù hòa niệm tăng Phật ta la thọ vương Phật phù hòa đức Phật kim chân thiên địa Phật hằng ngà xa số đức Phật như thế đều ở tại thân mình niệm ra thương lời rộng dài rung khắp coi tháp thiên đài thiên nói lời thành thần rằng chúng sanh các nơi phải đến kinh tinh và khen thời của kinh này chư Phật thường hồ niệm xa lời vâng ý của ông thì thế nào vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này xa lời vâng nếu có người nào nghe kinh này mà thọ thì và nghe dẫn hiệu hãy được cha mà còn mẫu ba được cha ngô dạy đó xa lời vâng cho nên các ông đều phải thỉnh nhận lời của ta và của các đức Phật nói xa lời vâng nếu có người đã phát nguyện sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đang không nói chuyện nơi đạo vô thượng chẳng đang chân chân
kiếp thường phiền nào thường chốn sanh thường mạng thường đại chân thường nói vô thường chân rằng chẳng chán. Ai nói pháp này tất cả thế gian đều có tính xa lời mà phải biết rằng trong đời an năng trường thường thành việc có này ta làm bất vô thường chẳng chán thật khó thay. Ta nói pháp có thân này đơn và nói trên này sau ngày xa lời mà cùng càng vì thế theo tất cả trong đời trời người A Tu La văn văn nghe lời của Đức Phật dạy tình nhân đành lệ và lui ra vào chùa cõi Tây ai đám dỗ xin mời qua đám dỗ nhập tháp rồi xin mời. Sau này là ông có thể để niệm đánh là điều đó nên cũng khá là không có không không có dưỡng thai nữa. Thầy kiếm ai? Còn mấy người nào lên cúng tên mấy thầy nhanh chứ mình tự có mấy baby kêu nó lên. Ba thấy nó trời nói mà sao nó xuống đây à? Ôi đi theo hả? Đi theo sư phụ hết rồi sư phụ. Còn có Vũ Long công chúa với lại thầy Tiên Minh trên đó rồi. Dạ, thì cũng được. Với anh Dũng. Có một mình trên không? Dạ không. Thì kêu Hải xuống đó lên. Dạ, nó không có xe đi thì kêu Hải lên đó nè. Giống tụ Phật tiền, liệt dĩ tán chủ đánh lễ, liệt dĩ hương linh tam bái. Trang 228 đó quý vị. Quán ngâm
Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh sanh ngày 20 tháng 4 1968 tại Việt Nam. Tạ Thế Đại Hoa Kỳ ngày 12 tháng 11 2023 hôm nay lễ chung thất 49 ngày. Nương vào phước lực giảng sanh của Trần Văn Hùng nhiều hơn linh gửi sơ đám dỗ thường niên nhập tháp. Hôm nay chúng con sắp sửa ba mâm Phật dân hương thấu đào ngàn cung thỉnh liệt dĩ hướng linh trở về làng lễ Phật nghe kinh hương hoa thành là hương hoa triều thành dĩ nguyện hồn về hương thế Pháp ở nơi nào mau mau tình ngộ vừa khó trần lao hương hoa thành là hương hoa triều thành thân kinh dĩ đà tiên dân về mình khóc than muốn máu thoát khỏi trần gian hay nên niệm Phật tiêu tan khổ nạn nam mô là thế giới đại từ đại bi Di Đà Phật tại bất kim đại thiên dân hương linh Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh hôm nay lễ 49 ngày chung thất sàng lập ngọc xương xá lưỡi thành cộng viên mang nương phước lực của con nhiều Phật tử dân sớ đắp dỗ thường niên dân sớ nhập tháp làm Di Đà nhờ thần lực này cho nên chúng con sắp sửa ba mâm Phật dân hương thốn ngào ngạt cung thỉnh liệt dị hương linh trở về làng lễ Phật nghe kinh hương hoa thần là hương hoa triều thần dĩ nguyện thân cử bước thân thang tâm từ tại an nhàn phật vừa thọ cần trần gian hương hoa thần là hương hoa triều thần thân đến địa tạng thiên dân sơ nhập tháp địa tạng là đến đâu cho nên làng Di Đà sắp sửa ba mâm Phật dân hương thơm ngào ngạt cung thỉnh liệt dị hương linh trở về làng lễ Phật nghe kinh hương hoa thần hương hoa triều thần dĩ nguyện được nương nhờ mãi thần chư Phật nay về đây thánh pháp văn kinh dân hương hoa thần hương hoa triều thần ba lần cung thần hương linh đã về hồ thiên an toàn linh sàng tạc một hiếu tử thiên đàng kính dân con cháu đảnh lễ liệt dị hương linh nhị bái. Ấn dương đồng nhật ly sanh tự chia đôi đàn địa tạng hộ thời độc cầu chữ Phật chữ Minh quý vị con cháu gấp thức ăn
vào chắc bác con thành kính dâng lên mời liệt vị hương linh đàn thọ. Trong khi đại chúng lo Phật dần dâng lên liệt vị hương linh, đại chúng chi tầm hướng về bảy vị Như Lai đầu thần cũng thành phong quang gia hộ cho mong Phật dần này, ba mong cho liệt vị hương linh, một mong cho các thai nhi bị chết hoặc tử từ trong bụng mẹ đều được ở chư công đức. Điện thoại em tốt, tốt rồi, tốt rồi, bán ra tốt.
Đập chung trà xuống đỉnh lễ liền diện hương linh nhẹ bay. Bao thư thăng. Tuần trà thứ hai dâng lên ngài Cám Lồ Dương Bồ Tát. Xin hồi hướng công đức này cho liệt nhị hương linh dân sơ nhập tháp. Xin quy y với Tam Bảo, xin pháp danh được thờ tự trong tháp Địa Tạng. Nhờ thần lực ngài Cam Lồ Dương Bồ Tát khiến liệt nhị hương linh dân sơ nhập tháp hôm nay đều được pháp hỷ sung mãn. Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. Đảnh lễ nhị bái xong tuần trà lần thứ ba hướng về củ huyệt thất tổ và liệt dị thai nhi bị chết hoạch tử từ trong bụng mẹ. Các vị dân sơ cầu siêu, các vị có gì ảnh cha mẹ củ huyệt thờ tử từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Các vị đã giết thai nhi từ trong bụng mẹ hôm nay nhờ thần lực của thành chú phổ cúng dường. Khiến cho liệt dị hương linh củ huyền và liệt dị hương linh khai nhi chất hoạch tử từ trong bụng mẹ được ân trên công đức. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ
nương mơ chùa bà tô xem ra từ kiếp đà lâu hiểu là phạm tán thì khéo đó mà trong khi ngài mới xuất gia quyền phát ra một lần quyền nào cũng lắm quái thần quyền nào cũng trong về phần đổ sắc vì thương thế giới bất bình mà phục quyền con phục
Thì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hướng dẫn cho vợ con của Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh là mỗi chuyện công đức trợ duyên cho Trần Văn Hùng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hồi nãy lúc tụng kinh A Di Đà, quý vị có nghe Phật nói rằng này Xá Lợi Phất, không phải dùng chút ít phước đức thiện căn mà được giảng sanh về cõi đó. Quý vị dù cho có phong sanh, có bố thí, có nuôi dưỡng người tàn kẻ tật, cũng không đủ phước để giảng sanh, chỉ có công đức xuất gia là giảng sanh nhiều nhất. Trong kinh Công Đức Xuất Gia, Phật dạy rằng này A Nan, cho người đi xuất gia hoặc tự mình đi xuất gia thì công đức không thể lường. Dù một ngày một điểm công đức cũng không thể nào bằng được những công đức mà bố thí cúng dường. Hôm nay con trai Trần Văn Hùng pháp danh Thiện Chánh phát nguyện xuất gia gieo duyên một năm để hồi hướng cho cha. Vợ của Trần Văn Hùng cũng đương theo phát nguyện của con trai, đồng vào chùa, đồng giữ giới sa di ni cùng con trai hồi hướng cho chồng. Với công đức này nguyện cho vợ và con của Trần Văn Hùng khai mở hoa tâm, phát bồ đề tâm kiên cố biết đâu ngày lễ giáp năm sẽ phát tâm tu hành trở thành trưởng tử Như Lai để mà trả ơn Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con hướng theo mà cầu cho chúng sanh cứ chân đạo ca phát lòng. Con nương theo pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ chân tạng trí huệ như biển lệ suốt. Con nương theo con cắt ra hay để luôn xuống? À, để luôn, để luôn. Để luôn thì nói chuyện. Dạ. Nói chuyện chương trình của ngày nay. Dạ. Hồng Đức chuẩn bị một cái microphone. Cái quay lại đó. Tôi chỉ nói chuyện khoảng 10 phút thôi cho biết chương trình ngày nay để tới chiều có cái gì. Ở đây đó Hồng Thanh đâu rồi cũng thấy ngồi dưới hả? Rồi rồi thì Hồng Thanh đã thu xếp chuyện nhà xong chưa? Rồi tức là xuống đây rồi thì phụ mấy bà cụ đồ chở đi, lâu nay có phụ mấy bà cụ không? Rồi đưa nó tốt lắm. Rồi nghe nói là cái chú là con trai của chú Hùng nó cũng rất là tốt. Ở đây tụi con thấy chấm điểm là chú được mấy điểm? A hay là B? A cộng luôn hả? A cộng kia là tốt lắm rồi. Ở đây tôi nói chuyện á,
Hồi nãy cô vừa khai có lên nói chuyện sư phụ, mà chuyện này tôi thấy không có gì giống hết á. Cậu muốn, có lẽ chủ muốn trở thành xuất gia đó. Mà thật sự á, cô vừa khai bữa nay cô không có trẻ nữa đâu. Cô nay bảy mấy rồi, cô nói tôi nghe tôi biết cô lớn tuổi rồi đó. Tám mấy rồi sao? Tám mấy rồi đó, tôi cho bảy mấy rồi tôi nói móc cô đó. Tám mấy mà chưa chịu vô, mà tôi nói thật á, tôi đánh giá cô Diệu Khai nó về tụng kinh nó cũng không có thua người thanh niên nào trong này hết. Dạ đúng. Cô đã từng đi hộ niệm với tôi, tụng tám tiếng thoải mái, kinh điển tụng đến mỏi đến chung được hết, làm chủ lễ được mặc dù là tám mươi mấy. Cô Diệu Khai đó thì hồi đó tôi nghe một câu chuyện có một người bạn có cổ kể mà người ta cười nhưng mà tôi không có cười. Tôi đánh giá cao tưởng từ lúc đó, nghĩa là cổ có chồng sĩ quan cấp tá đó. Rồi người chồng đã hết duyên với cổ, đã có bước đi bước nữa. Nhưng mà khi người bạn bạn đời của cổ đó qua đời, cổ bỏ tất cả những cái tự ái của người vợ lớn. Cổ đến đó, cổ đi đám tang, cổ tụng kinh hồi hướng cho người chồng. Có mặt vợ đó luôn, ai cũng cười nhưng mà tôi không có cười. Cho nên đây là một cái hành động quá là Bồ Tát. Tụi con có đồng ý không? Dạ đúng. Tức là người ta thì Diệu Khai không có kể sư phụ chuyện đó, nhưng mà sư phụ nghe cái chuyện đó thì sư phụ lại đánh giá khác. Thử hỏi bao nhiêu người vợ mà chồng mình bỏ mình để cho mình nuôi con, mà bây giờ khi người đó ở đoạn cuối cuộc đời, mình lại ngay nhà của người đó với người vợ sao để mà mình tụng kinh, mình làm những cái nghi lễ để mình cầu nguyện cho người chồng đó, gì gọi là người đó tốt mà xấu gì tốt. Cái tập đó là tôi không có cười, mà tôi rất là kính kính cái điểm là cậu đã buông bỏ rồi đó. Cho nên Diệu Khai cô nay tám mấy rồi, mới có tám hai là cũng như 28 đi, cô còn chờ nữa. Cho nên á, tôi chờ cô nói cái câu đó lâu lắm rồi, cô nên xuất gia. Và thầy nói là chỉ có cái dòng pháp của sư phụ đó là cái tuổi ly bích là 99, 99 triệu rưỡi tôi không nhận nữa, mà hết định nhận. Cho nên á, tôi nói thật, cỡ nghe nó tám mấy đó, tôi đi hết nước Mỹ không ai nhận đâu, họ sợ lắm. Nhưng mà sư phụ nhận. Hơn nữa cô với sư phụ có cái nhân duyên cũng nhiều đời, từ những cái ngày tháng đầu tiên sư phụ là một pháp là cô đã đến với sư phụ bây giờ. Hồi đến là còn khỏe, còn trẻ, mà bây giờ tám mấy tuổi vẫn còn rất là trẻ. Thì bây giờ còn chờ cái gì nữa thì suy nghĩ đi. Nhưng mà cái lễ xuất gia thì phải coi ngày, coi tháng đàng hoàng cho nó tốt. Tại vì quý vị ơi, hồi đó tôi có theo thiền một thời gian, tôi không coi ngày. Thì tôi lật ra đó, là những người mà tôi xuất gia mà trúng cái ngày mà nó ma đạo, mà quỷ đạo, là thần đạo đó, thì họ đang gian hết à. Mà những người trúng Phật đạo á, thì sau này tôi coi cái cuốn Hư Dân Niêm Phổ là ngài rất kỹ cái gì đó, sẽ bị ác thần quậy. Cho nên tôi sẽ kiếm ngài Phật đạo cho cô. Mà cô mà vào đây rồi đó thì tôi bảo đảm cô có thể chủ lễ được. Thì quý vị đồng ý không? Cổ là trong ngày tăng đi, không có ai hơn cổ đâu. Cổ rằng nó cũng kinh nghiệm nhiều lắm. Thành ra cái vấn đề chuông mỏ gì được, thành ra hơn nữa là cô tạo phước đức một đời. Thế mà bây giờ đã 82 tuổi rồi, đời nó vô thường lắm. Chỉ cần một cái bộ phận trong cơ thể mà nó bị cái gì đó là cô muốn bằng pháp trả ơn Phật cũng không trả ơn được. Về kinh điển cô cũng đã rành, tiền trụng đã rành, trụng kinh điển Phật chuông mỏ rành hết rồi, giới lực cũng biết. Mà bây giờ chờ tóc 2 không đi, chờ tóc 3 ha. Tóc 3 không đi, chờ tóc 4 ha. Thì bây giờ tôi nói vậy thôi, cô suy nghĩ nha. Rồi coi ngày bây giờ đàng hoàng, cô cho ngày sanh tháng đẻ đàng hoàng, rồi sẽ một coi. Rồi sẽ phụ cho cái lễ đàng hoàng, xuất gia đàng hoàng, chính thức mở giới đàn đàng hoàng. Rồi tu, rồi cô tự do, tôi cho cô chọn. Muốn chờ ông ở thì chỗ nào ở. À, muốn ở làng này thì ở, muốn ở làng kia thì ở, có chỗ cho cô ở, hỏi lo vậy thôi. Không có đòi hỏi gì hết, cô lớn tuổi rồi thì nên chuẩn bị cái ngày ra đi nhân đó mình cũng có khả năng những chút đều được, cũng kinh được. Thì tôi nói sơ vậy thôi. Thì bây giờ sau khi xuất ăn trưa tới chiều, là chúng ta chiều nay sẽ có thời pháp vào lúc 3-4 giờ. Tôi giảng kỹ lắm, tại vì có một số người
họ email cho tôi mà vấn đề đụng chạm tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa hiện về trên cổng đó, mà tăng đây là phá rộng và kinh khủng. Họ nói lúc trước thì họ đã đặt câu hỏi nói về qua ông Thế Bồ Tát là không có đó, mấy ông thầy mà tu mà bên Ấn Độ về đó, thì tôi nói đang phỉ báng phẩm thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là từ trong cái Phật giáo dân gian nó nằm sâu trong xương tủy của người Việt rồi, bao nhiêu người được ngày cứu khổ rồi, cho nên những cái tên ma tăng này nó là nó không đánh phá được, bây giờ nó đi tới đánh phá Pháp Hoa, nó đến cái phẩm 25 được đến, nó nói là vô lý, dù cho tạo tội, nó lên cái câu này, dù cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc Diệu Pháp dạy ba hàng, cho nên nó nói cái đó là kinh này của tạo cộng đặt ra, nó đó là tôi phải giải thích liền. Rồi nó đánh phá nhiều chuyện lắm, cho nên chiều nay tôi sẽ đem cái đề tài đó tôi giải thích, tại vì đúng tới kinh Pháp Hoa là đúng tới cái bổ nguyện của chư Phật mà sẽ diễn ra đời, là không phải dạy cho mình giàu, không phải dạy cho mình sang, mà dạy cho mình khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà khi nó nói như vậy tức là nó cướp đi tất cả những cái Phật tánh của chúng sanh để cho chúng sanh sống như ma tánh mà trồng lưng trong luân hồi. Đó là một cái chuyện nữa là tôi chiều nay tôi cũng sẽ nói chuyện. Hồi nãy là em của cô Phú có thể gặp thầy để mà xin lỗi về những cái khẩu nghiệp của cô Phú, thì nó được xin lỗi. Cô Phú là một cái người cổ là không có bình thường, tức là cổ là thuộc loại là nếu mà nói tập thần đó quý vị, cho nên nó khi mà cổ ở đây ở trong cái vòng tay của chúng ta đó, bây giờ chúng ta không thể nào chúng sanh vô biên thời độ, thầy không thể độ 1 triệu cô Phú, nhưng mà 1 cô Phú 2 cô Phú sẽ độ được. Tại vì cái hạnh nguyện phổ hiền chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thì bây giờ cô Phú cổ ở trong này đó, mà cổ còn nói những câu đó mà quý vị chắc đó, thì quý vị cũng giống như cô Phú, cho nên không có chắc mà dùng cái đó để thương. Và cô Phú ở trong này thì những cô Phú này cũng không phải là vì cái lợi dụng gì, thật ra đó chỉ vì thương cảm người này, nếu mà để cho ở vào trong nhà thương điên của Hoa Kỳ đó, thì người này sẽ đi địa ngục. Mà người này đó đi vào đất sinh hôn, người này cũng sẽ đi vào 3 đường ác. Mà người này ở trong chùa mình đó, khi phút lâm chung đó, thì sư phụ có cách cứu cổ được, với điều kiện bây giờ cổ không chồng không con. Tôi có hỏi có 2 người em và em rể, thì tôi biết rằng là vợ chồng của Nhã sẽ xuất gia để mà hồi hướng cứu chị, tôi cứu cổ được khi cổ nhận sanh. Bây giờ cổ còn ở trong này đó, ở trong vòng tay Tam Bảo mà mình không có chịu được cổ thì có đi ra ngoài cổ còn chịu khổ hơn nhiều nữa. Cho nên mình là những người chúng sanh vô biên thời nguyện độ, cho nên chiều nay tôi đem cái đề tài của Phú để tôi nói, để cho quý vị, mục đích tôi giữ cổ đây là không phải là vì cái gì hết, tại cổ bây giờ đó thuộc về cái người mà bệnh, mà nếu mình hơn thua với người bệnh là mình cũng là tâm thần luôn, cho nên mình sử dụng cái từ bi và mình thấy mình thương xót. Quý vị thay hình đổi dạng, quý vị không thấy được cổ là ai của quý vị. Nếu quý vị thấy cổ là mẹ, là chị, là em của mình thì cổ quý vị sẽ thương xót nữa nè. Phật đã nói chúng ta đều thay hình vô lượng kiếp, chúng ta chỉ thấy được cha mẹ hiện đời mà không thấy được cha mẹ bà con nhiều đời. Cho nên chiều nay thì ra cái đề tài đó để nói chuyện. Cho nên một số câu hỏi nhiều lắm, nhưng mà tôi nói 2 cái đề đủ tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đủ tới một kinh Địa Tạng mà Diệu Cộng đó là cho ma tăng quậy phá. Đúng tới một kinh Địa Tạng đó, là đúng tới cái chữ hiếu. Một kinh Địa Tạng là hiếu, và một kinh Pháp Hoa là trí huệ. Mà ăn cắp cái một kinh Pháp Hoa, nói một kinh đó là quỷ tạo, là ăn cắp đi cái Phật tri kiến của chúng sanh. Cho nên thầy phải có tiếng nói, đó là hiếu khoát. Cho nên đó, quý vị cố gắng là bây giờ nó tới thời kỳ là Ma Dương nó nằm đầy dẫy trong cái hàng ngũ của Đức Phật rồi. Mà ngay cái Đức Phật còn tại thế, Phật cũng chảy nước mắt mà, đúng không quý vị? Bây giờ ta phá ông không được, nhưng mà đời mặc pháp ta mặc áo của ông, ta ở trong nhà của ông, ta quậy. Cho nên quý vị cố gắng. Rồi bây giờ đó là thầy nói là cô Hồng Thanh đó, là bây giờ đó cô đã tu trong này, đã thu xếp chuyện gia đình rồi thì còn giúp được giúp. Rồi ông thầy Sanh đó, thì bây giờ đó ông cũng đã tạm biết quay đầu rồi, tốt rồi, làm cực làm nhọc tốt lắm. Thì có thời gian nữa đó là tôi sẽ điều ổng về trên Phật Đản Tôn Thắng, tại vì Phật Đản Tôn Thắng cái dùng đó rất tốt cho ổng. Tại vì tôi biết cái người mà cai nghiện nó cần thời gian rất là dài, mà ở trên Phật Đản Tôn Thắng mà ổng đi bộ mà ra mua đó là thà chết sướng hơn. Tại vì đi ra tới ngoài phố là đi bao nhiêu phút, gần nhất là cũng nửa tiếng hơn 45 phút, 2-3 tiếng.
hai ba tiếng mà đi là cỡ xe như Hồng Đức chạy đó, đi xe là hơn nửa tiếng nha. Mà thầy thì cho con đạp cái xe đạp đi, con chạy ra mua thuốc ở xa nhà chết sướng hơn. Cho nên ở trên đó là tốt. Giờ tôi đang làm cái nhà cho ông rất là đẹp, tôi đang lo xe máy lạnh đầy đủ hết rồi. Giờ của con sẽ có tăng đi, con yên chí đi nha, ráng làm trên đó, thấy không? Còn hỏi tôi cái điều chuyện ai làm chủ trì trên đó thì ai phải mà không tắm một năm thì mới làm chủ trì được. Cái chuyện không chuyện là bà cô Phú chủ trì bây giờ. Cái chuyện ông là sa di của cô Phú bây giờ. Ông bây giờ ông chịu ở dơ được một tháng không? Vậy là chưa xứng đáng là đệ tử cô Phú. Còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa. Mấy bố cô Phú sẽ duyệt xét. Lên cỡ. Muốn vào làm ở đây thì tu 6 tháng thử khách có thể lên đó chỉ cần bác lấy cái tết của cô Phú, thắng được cô Phú là vô. Thành ra tôi nói cho em cô Phú nghe, sư phụ thương cô Phú nhiều thì đi, không có lo đâu, thầy sẽ dạy đệ tử thầy. Nó đã bị bệnh rồi, mình thương yêu nó hết thì được chắc nó, mà nó ra ngoài nó ở nó còn khổ hơn một cái người tâm thần. Mà vô trong nhà thương yêu khổ không có gì, càng khổ nữa. Rồi á, cổ bây giờ nói ra như vậy đó, chứ cổ tâm thần loại 1 mà chữa con tâm thần loại 2. Bây giờ tôi phân tách cho nghe nè. Bây giờ Thu á là em của Phú phải không? Thu đâu? Phụ dưới bếp là Phú Nguyễn hả? À, Nguyễn đâu rồi? Như phụ dưới bếp á. Bây giờ biết có nghe không? Bây giờ nó là ti như vậy đó. Giờ con Nguyễn đó là kỹ sư computer xe đạp nó bị đốt á. Mà qua đây phải dọn rác cho nó đó. Nó gom rác đúng 1 năm là con chi chịu không nổi, phải mua giấy bay bay qua. Phải nhờ nếu nó ở sạch có qua không? Giờ cái duyên đó mà Nguyễn mới qua đi, phải không? Rồi bây giờ con Phú nó muốn làm gì làm, có ai control nó mà con Nguyễn đi phải xin nhã, phải không? Thầy là nó trả nghiệp cũ thôi, ta chưa chắc ai dạy hơn ai à. Bây giờ là mình thấy con Diệu Hiền nè, con cái Thiếu Tá Hường nè, nó muốn bay qua đây nó tu á, là nó phải tốn máy bay mấy lần luôn. Từ khi mà thầy phát động cái chương trình mà Phật đã tôn thánh là nó qua thì máy bay cũng bằng ngàn, còn qua là chạy xe trả về à, đúng không? Hả? Có khi Phú nó ở đây 24 đây 24, phải không? Có nghĩa là mà nó là tổ sư luôn. Thành ra Đức Phật nói một người đó dù thuận hay là nghịch cũng vì đó mà duyên để mà độ. Người nào đến đây thuận thì mình độ cho xuất gia, người nào đến đây nghịch thì mình độ cho những người ta thấy niềm hạnh Bồ Tát nha. Nó thầy không có giận đâu, mà mục đích ở đây có thể cứu nó được. Nó làm chung có thể cứu nó được, nó không có chồng con xe vô để mà cản trở. Một cái người vừa cản trở cái chuyện nhãn sanh xảy ra được Nguyên Thiều, tôi không biết, không thể nói chuyện nghe. Cách đây một tuần, thì Hồng nó gọi qua, nó nói thầy, có một huynh trưởng, nữ huynh trưởng trên Phật tử Công Thủ Mỹ đó, ba cổ chết, ung thư, gan thời kỳ thứ tư, bác sĩ nói còn có từng chết. Bây giờ đó, cậu muốn đưa ba vào trong cái Nguyên Thiều để hộ niệm được không? Thì tôi nói cái này phải kỹ, không có đệ tử sư phụ không? Nói giờ không có giống như là ba má con hậu đâu có lên gặp thầy, nó giờ không. Tôi nói thôi bây giờ vì lòng từ bi, hỏi nó có chịu vô trong Nguyên Thiều đó. Tôi sa di tại Nguyên Thiều tụng kinh mỗi ngày ở trong đó, cũng đi làm nhưng mà ở trong đó luôn á. Nó còn đi làm cũng biết là 6 tháng. Tôi nhận. Tại vì cái Nguyên Thiều là cái đầu tiên không có thể mà nhận lơ mơ được. Thì tôi điều tôi sắp ấp đàng hoàng hết. Thì tôi nói hậu con liên lạc, chú Tư liên lạc để mà cứu cho ba nó. Tôi giờ cái tới chiều vô cái má nó nói chú Tư gọi điện thoại. Hậu nó không được đâu, bà không cho nó đi. Tôi bảo nó thôi bà thế. Tôi nói bà bây giờ có lời chùa là nào nó không. Có biết gì tôi nghe không? Tôi nói tôi á là tôi phải đánh giá người con nó có thật lòng hay không, người vợ có thật lòng hay không, chứ mà làm lạ quạng nó buổi chiều nhắm mắt tôi đó lập cho tụi nó có niềm tin tới hồi quý vị phát nguyện kiểu cầy giật á, nó không nắm là chết tôi, tụi con hiểu không? Cho nên á tôi chú Tư cố nó liên lạc nó, cái nó nói thôi giờ còn đứa con tác sau tù, cái nó hậu nói cái nó thời giờ má nó không cho đi tù nó không được. Rồi á xin cho vô gặp ba nó để tôi nói bây giờ chú Tư ráng vô nó đo nhiệt độ lấy ống xin cho tôi biết. Tôi kinh nghiệm nó đo có bao nhiêu bóng xin còn bao nhiêu đo thì cho tôi coi là tôi định giá. Thì nó đòi đỡ hơn bệnh mà con nó còn nước còn tắt. Mà còn nước còn tắt tức là trạch rồi.
tụi nó đưa về ngay, tôi đồng ý rồi nó đi thử về chữa. Lúc cuộc thằng Hậu vận động, chú Tư vận động, đủ thứ chuyện mà nó thật sự là ông nó không, đúng lẽ là ông phải nằm trong ban hộ niệm, ông phải đệ tử sư phụ mới được về Nguyên Thiệu, nhưng mà thầy dần từ bi vì nghĩ thằng Hậu nó năn nỉ, nghĩ nó là nguyên trưởng. Tới giờ chót á, tới ngày 26 á, thầy trên đường để thầy đi á, thì nói là có lo nhà hoàng chưa, có nói về chuyện sai không sai chưa, bây giờ chưa, bây giờ nó nói là ba nó chắc gì mà chết, bác sĩ nói vậy chứ chưa chết. Sau cùng tôi biết ra, tôi hỏi Hậu cái vụ mà đưa cái ba nó vào trong cái Nguyên Thiệu đó là ý con hay là ý của nó, khai thiệt đi. Nó dạy ý của con, nó trật rỗi, ý của con là chỉ đối với ba má con chứ còn tự nhiên không phải ý của nó mà con ép như vậy là sư phụ tưởng ý của nó thôi, mà qua chuyện giới lại không nóng được, có chuyện sư phụ thất bại danh liệt tại Nguyên Thiệu. Cái nó khai thật nó là ý của nó chứ không phải là ý của con kia. Thì sao rồi tôi nói bây giờ một lần cuối nữa kêu cho ba nó vô đi, đưa ông vô đi, tại vì thầy thấy vô cung tử rồi. Thầy kêu thông chuẩn bị lên đường, chuẩn bị lo cái chuyện, tại vì thầy lúc đó thầy đang còn dẫn chuyển battery, thầy sợ chết giữa đường. Thì nó đưa vô Nguyên Thiệu đi, có gì là người ta giao đi. Cái nhà chị Huệ Phong rồi chạy qua để mà lo, thầy còn tính không lo xin chú Tề Đức qua, thì nói chuyện này Tề Đức cũng phải ông Tề Trơn phải đi qua để phụ hộ niệm với nó chờ sư phụ. Cái tới chiều đó, sáng hôm qua thì nói chuyện với Hậu, nó về chết rồi 3:30 khuya ngày thứ sáu, chết mình không có ai hết, vợ cũng không vô, con gái cũng không vô, mà ba nó bệnh mà tôi biểu là nghỉ một tuần để lo cho ba, mà không nghỉ được một tuần thì trong sáng cái gì mà gia đình chỉ có hai vợ chồng và một đứa con, nó chưa có chồng nữa, mà tôi nó nghỉ dừng một tuần mà đến nó thành Hậu nó nói cứ vô đó để không có thời gian, không bỏ dốt được, làm ngành là làm ngành cầu biểu tờ, có thể vô trong Nguyên Thiệu ngồi làm việc được, mà mình đưa cái giấy khuất định của ba mình hẳn là không cho làm cái gì, không chịu. Rồi ngày qua cúng ở trong đó chết rồi chưa lấy xác, chết trong bệnh viện chưa được quán bệnh, chết không có con gái không có vợ. Ngày qua ở Nguyên Thiệu lên chương trình tụng kinh Địa Tạng, tôi thấy không có mặt bả nữa. Ủa sao không thấy má nó vậy, bả không vô. Rồi cái kiểu này mà đưa cho thầy qua là coi như là đem giết thầy đó, cho nên tôi qua nên. Và bây giờ tôi nói qua gia trái chủ là ai, chính là con của quý vị này. Cái đám ở trên đồ bản tắc đó, lần đầu tiên tôi thấy chương trình có thể có một tiếng hồ không? Chương trình ta lễ mà quan tắc có thấy không? Tại vì mấy đứa con nó cho tiếng hả? Tụi không có được Di Đà phải đi vô cái Phật đảnh tôn thắng, không tụt. Coi như là bà cho bỏ luôn, đi 2:28 thì không tụt được Di Đà. Hồi giờ lên chương trình nó ta mà cho tiếng. Thầy mới đem cái Di Chúc cho bà quan tắc, bà theo thầy từ 2003 quy như trên núi. Bà viết cái tờ đó, bà nói là bà muốn trong mấy đứa con thì nó là tại sao mấy đứa mà lại biểu của tôi? Thì nó đặt nhau tôi nói, bà biết đứa nào thì bà ghi đứa đó, trong đó tôi ghi ông chồng, thì người này vợ người kia, đến nỗi là tôi vô tới nơi rồi tôi dặn tôi không có quay cái động tôi nói, nếu không muốn dặn sao tôi về, tôi kéo về qua hội niệm gần 80 người. Rốt cuộc tôi đưa cái Di Chúc ra, bà có Di Chúc tôi cầm, thì khi bà muốn tôi hộ niệm bất cứ giá nào cũng cho bà được cuối cuộc đời. Rồi lúc cuộc cái khi mà tôi bắt nó tụng á, tôi tụng kéo lên được có 79, tôi còn nhớ 60 mấy lên 79, tôi kéo không được nữa, bà đang giận mà. Cái cộng bà này bà phải giàu bà nghèo, mỗi lần mới đến tôi bà cứ làm cái loại bánh là bánh miền Trung đó. Ai người Bình Định biết cái bánh bột mà ai biết cái bánh đó không, ai người Bình Định biết cái bánh đó không, cái bánh mà cái in cái bà bột nếp rồi mới ổng cái khuôn mà lên, lên 10 lần như một. Là bà cứ nghĩ các ca các cụm rồi viết cái Di Chúc. Con nghèo lắm, con không có gì, con chỉ có mấy cái bánh này. Tôi gì mấy cái bánh này á, mà tôi phải lắm, tôi cúng năn nỉ, đi năn nỉ nguyên ngày Chủ Nhật mà không biết cái ngày mà cúng trên đó là năn nỉ đó. Mình làm mâm cơm cúng cho ba nó, cho má nó rồi đó, biểu nó đưa cái hình 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều cúng xong mới xuống ăn thôi, không có cái hình. Thế rồi tôi chịu xá lợi, tôi phải chạy đi mua một hộp xá lợi, tôi chạy lo hết đủ thứ hết. Cho nên cái ngày mà tôi sạc xá lợi mới nhập về đó, bây giờ thế mà khóc, ai coi cái phim đó không mà khóc nức nở luôn. Tôi nói cô là đớn nghiệp giảng sanh, đây bây giờ tôi hả, tôi đốt sớ rồi cái là cô hết đi đó,
cái núi châu loại của bà nó thương lắm, nó viết một cái lá thư kiểu mì Mỹ mà nó viết tâm sự rồi bỏ vô hồn để mà đốt đó. Nó ra nguyên cái chữ ký của nó luôn ở trong cái xương sọ của bà nó khắc lên giống như lấy cái vật sinh sớm mà đi lên. Rồi nhập vô cái con vợ nó, con vợ đó là cái con mà cái ngày tại nhà hoàng là ghi đổ đó, nhập vô khóc. Rồi á, cái tiền mà 5.600 là hội tương trợ đó thì cũng trên đó, thì bà nhập về bà mới đưa đây, bà lấy cái biệt thư bà viết chữ của bà mà lấy tay con dâu mà bà viết ra chữ của bà y chang luôn, con kêu nó giật mình, cái chữ của má con cúng dường đảm bảo không được xài tiền này, tiền này tiền của bà mà bà đóng góp hội tương trợ mà nó nói cái chữ của má con nó phải chữ con, mà con dâu nó nhập vô rồi lúc ta biểu kìa mày lại vợ mày đi mà sao vậy má mày đó quản hồn lại rồi bây giờ sợ rồi đó, ra xá lợi thì nó cũng gì lần đầu tiên mà sàn xá lợi đâu có quay đâu có bỏ gì đâu, tại vì tôi đâu có công ty đó là mà quay, thành ra tôi cũng không có rành sàn mà mấy người nó khiều khiều móc móc rồi cô bay cũng biết lấy gì cái tỷ nó kêu chùi 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 thổi cái có thấy là cái dàn đồ personal của tôi trên cổ định không, không có ai biết cái gì, có thấy không lấy khiều nè khiều. À, cô nó khóc mà cô nhập vô con dâu khóc đứt nở, tôi nói cô qua tắt theo cô phải đi ngay á, cô động tâm á. Thì có người hỏi tôi tại sao tôi có giả cho nó ngày quan tham tình yêu thì càng thấy có cái sư cô ngồi khóc bên bờ xong đó là cô đó cô tự tử qua cứu là thấy một ông duyên ngoại là ăn nhậu á là kêu là lớn đối nghiệp vậy sao cho nên cổ mà nhân dân cổ cực lạ có thể đi khắp mười phương thế giới đi cổ đánh tức cái thằng con cho nên cổ về cũng về cũng nhập tôi đi đi thì sao nó cũng cổ lễ rồi cũng đi đó cũng khóc nức nở mà tôi thật á mà là cô gặp cổ tôi sợ cổ cứ ít cái bánh bình định á mà cô dọc cho tôi 30 cái mà không được ai ăn nha mà tôi đó tôi ăn vô là coi như tôi chết tiểu đường nó lên đường nó lên mà cứ một lần gặp bả là con không có tiền làm cho thầy bố 30 cái bánh bình định á ai mà ăn cái bình định là biết à bánh gì cho bánh gì vậy bánh y ở bên im mở cái bột cái bột quá nhồi bột nếp á sụp bột nếp mà tôi gặp bả tôi kêu là bánh bình định á bả lên làm cái sớ là bình định á bả phụ khác bình định á cho nên á tôi nói là quan gia cái chủ chính là con có gì chứ không ai hết á quan gia cái chủ là mai là bả có cái tờ di chúc mới đưa thầy cầm ra thì nói chuyện á nó cho tiếng thôi nó nghĩ á nó mới cho tiếng á. Bây giờ ví dụ ông bên kia cũng vậy đó, chuẩn bị hết rồi, thằng Hậu nó về nó dọn phòng giặt xăng, nghĩa là chúng mình nó đưa vô đi, rồi ba cho chú Tư đưa vô, giờ cho nó không chịu, nó đổi. Rồi bây giờ xong rồi nó làm gì nữa. Cho nên thầy quan tâm tụi con là cẩn thận, rồi chiều nay đó thầy sẽ giặt phá, 4 giờ tới 6 giờ giặt phá, rồi 6 giờ đó chúng ta đi ăn chiều. Rồi tối nay có cúng cô hồn ở đây nữa, nghe không? Rồi ngày mai đó thì thầy đã nghiêm xong rồi thầy thấy cô Đức lên đường để tiếp tục con đường xây dựng phần đền Tôn Thắng. Hy vọng là 10 năm nữa mình sẽ có phát tu. Để 11 năm được không? Bỏ số không đi sư phụ. Bỏ số không đi sư phụ rồi. Để lên đó, con thử cái thạch nét này là con phải để nó chỗ là con dùng con tắt sẽ biết. Tắt cho nó cũng nào quất nhất cái lỗ là con mới đặt cái lỗ nó sẽ. Mà trên kia là nó thoáng, nó không có nhà cửa gì hết, rất là tốt. Trên kia thì tốt hơn đây, còn đây đưa đinh tượng Phật rồi nó chả, mà con lại chơi con để ngay dưới chân Đức Phật A Di Đà để cái thầy cũng biết cái anten này nó ai để cái tivi mà nó cũ dụng cái anten là cái anten mới vào để nằm sát đất vậy. Cho nên là ngày mai đó là con cố gắng con làm cái thiền nét ở trên đó cho đàng hoàng nhé. Lên ống live stream gì được. Còn cô Diệu Khai thì suy nghĩ đi, bây giờ 82 rồi, chờ tới 102 giọng tôi không nhận đâu nha. Rồi đưa microphone cho cô Diệu Khai. Cô Hồng Đức mà nghe cô Diệu Khai tu, cô Hồng Đức cũng mừng. Vâng, vấn đề cái tụng niệm, có người tụng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, ít nhất là bạch sư phụ và chư tôn đức tăng ni cũng như quý phật tử hiện diện buổi hôm nay, trước nhất con xin tri ân sư phụ đã từ bi nhận cho con thấy pháp xuất gia và qua ngày dòng con trong sang năm, con xin đa tạ sư phụ. Rồi rồi
Cái thứ hai thì xin phép chư phụ cho con làm bất xìa chút xíu để đến chấm lại cái đám tang của ông chồng của con. Bà vợ ông chết trước ông 6 tháng, bán một căn nhà, đem tiền đó làm từ thiện hết, đem 20 ngàn cúng vô chùa Nguyên Chiếu của Hòa Thượng Thanh Từ, nghĩa là ngày xưa tôi đó. Đó là một người sư xuất gia đó, sư phụ tại qua đây lấy chồng đó. Là bà là sư cô hả? Dạ sư cô. Đành ra đó là làm hết cái sần tiền 120 ngàn gì của bà. Chồng này đào giếng 10 ngàn, 100 ngàn gì con thấy giấy tờ ở trên. Thì con đi với người em gái của ổng. Thì đó là sau đó là ổng tu sa di xuất gia với Hòa Thượng Thanh Từ. Ai? Ông chồng con tôi luôn hả? Dạ tôi tên là Thích Đạt Ma Quảng Tuệ. Thì trong khi về đây thì tính về San Jose thì bạn với người em gái. Chứ bà vợ cũng chết trước chứ không phải là con làm tang lễ có mặt bà, có mặt bà con làm luôn. Tại vì tôi nghe đồn là con tôi là Bồ Tát. Bởi vì tôi mới đặt con Bồ Tát lửa là vậy đó. Dạ thưa sư phụ. Chui vô lửa mà làm Bồ Tát. Thưa sư phụ, nhưng mà con có làm một việc. Lúc mà bà bệnh quá đó, ông chồng nó mới với người em gái. Thì con nói thôi bây giờ để con xin mở đặt dược sư tại chùa mình không. Thì bà sống được 3 tháng mấy nữa. Thì nhớ nhà mấy bốn con vợ nhỏ sống lâu là nhớ là tụng lâu thì sống lâu. Lúc đó thì thưa sư phụ, khi mà đọc cái lời đắc bạch á thì ni sư hỏi gì chứ cái người bệnh nhân này là ai của Diệu Khai vậy? Con nói dạ thưa sư phụ, con cũng gọi là sư phụ Nguyên Không á sư phụ. Dạ thưa sư phụ, cô ấy là vợ của chồng con. Dạ cô ấy là vợ của chồng con. Thành ra ni sư đó là nghe nó trái cái đổ tai lắm, nhưng mà thấy Diệu Khai. Dạ tôi mà dân sớ là con nói chung một chồng. Thấy em con có tấm lòng, con nói nhà sư phụ, con nói thật là con coi bả là một chúng sanh, bất cần thì mình giúp. Thật sự ra nếu bả mà không có ghen ngược con, bả bệnh con sẵn sàng bay qua tụng kinh cho bả, nhưng mà bả đến nỗi mà con nói. Cô hiểu lầm cái câu thầy kêu Bồ Tát lửa, tưởng là cô sanh không phải, cho nó là vô trong cái lò lửa để mà làm Bồ Tát đó. Thật sự biết không, không cho thăm con của con. Thành ra như thế từ bản thân, gần kia nói những người đó, biểu con đừng có để tan. Nhưng mà không sao, con thì ghé thử là con để tang là của anh Hùng đó. Dạ, con nói là con thương con mà con để tang chứ không phải con thương ổng. Bởi vì ổng không đối xử với con thì không thành vấn đề, nhưng con thiếu tình cha. Nhưng mà sư phụ biết không, con mừng lắm là tại vì sau khi đâm tang đó thì con nó không có khóc. Nhưng mà lúc nó bấm đúng nó khóc, con xúc động lắm. Con nói nếu mà may mà con không để tang con nó sẽ trách con. Yeah. Sau này nó sao mẹ chấp ngã là mẹ ích kỷ cái đó, nhưng mà con rất may mắn. Con nói thì có chị Minh Cẩm đó, với lại con dâu của thầy Nhân và một số Phật tử, nhất là mấy cô công chúa Ngũ Lâm công chúa sư phụ. Thì bây giờ người bên vợ của ổng á là nói sẽ đem cơm nước mà con nghi trong bụng mới 12 đêm, con gọi mấy con nói con ơi con làm cho cô một bông cơm, hai bông cơm, đi mua cho cô trái cây bông qua hai bàn giùm. Thì mấy cháu đã giúp con tận tình. Đám tang chỉ có hai mấy người thì thôi, ở sau toàn là tử sư phụ không à. Tại vì tôi nghe cái tiếng đó mà nghe nó bập bổng mà họ thì mình phải đánh với cái bà này xong không biết ghen. Đi cúng mà tôi thiện dân sớ là cho vợ của chồng con. Dạ. Sư phụ biết không, rồi cái con nói nếu mà tại vì gấp quá đi làm có một ngày thôi. Chứ nếu mà ở San Jose con thỉnh sư phụ phủ cờ cho ổng đàng hoàng chứ không đến nỗi như vậy, nhưng mà thôi. Tôi dân sớ còn đọc nữa nè. Dạ, vậy là con chỉ xin đính chánh là bà chết rồi con mới qua tụng đám tang cho ổng. Chứ nếu bà còn sống con không có qua được. Thì bà ghen quá con không muốn. Dạ. Vậy là Phật con xin cảm ơn. Không sợ mà tôi nói là tôi đâu có chê. Tôi nói là tôi mở rộng tâm hồn. Mở rộng tâm hồn. Nhưng thầy đâu có chê con đó. Thầy ghen. Vậy là Phật con cảm ơn sư phụ và thầy chúc nghe. Bây giờ quý vị có thấy là sang năm cổ sẽ xuất gia coi như Tết đi nha. Tôi coi lượt ngày Tết đó ha. Dạ. Năm nay là tôi sẽ ăn Tết tại đây 1, 1, 2, 1, 3. Dạ. Năm rồi 1, 2, 3 kia, năm nay tôi biết 1, 1, 2, 3 ở đây. Nha, 3, 4, 5, 6 rồi kia. Thì tôi lựa một cái giờ tốt nhất cho cô Diệu Khai là trở thành đi ở làng này rồi. Tôi về đây phải không? Tôi về đây phải không? Dạ, tôi về đây rồi, rồi. Hỏi Hồng Đức nhận không? Dạ. Nhận không? Dạ. Cổ là tụi kinh nghề nghiệp lắm á. Trời ơi, hơi dễ sợ lắm. Cảm ơn sư cô, cảm ơn cái gì, như là Phật, cảm ơn. Cổ còn đi hội niệm, thấy cổ là tụng kinh gì, nghĩa là coi như là bà đỉ đó, tụng 8 tiếng, thoải mái. 8 tiếng không có gì mà sợ hết. Rồi, như vậy là tôi coi như trên phim tắt là tôi nhận rồi đó nha, từ những Tết thôi, chờ để cho giờ ngày cho nó tốt. Thì tôi sẽ thông báo đặt hoạt các cô xuất gia có nhiều người đi.
Rồi coi cái chồng cũ rồi có ai vợ đi không? Ông nói là tâm tổ đã mở rộng tâm hồn đủ gì à, tốt. Rồi bây giờ chúng ta mời hướng về số ăn cơm rồi gặp lại quý vị vào lúc 4 giờ nhé. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo. Rồi quý vị xuất thọ tay 4 giờ trở lên nghe pháp.